Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục mình vẫn còn đang có mặt tại cầu Sập Phong Châu, Tam Nông, Phú Thọ để tiếp tục cập nhật cũng như là cái tình hình diễn biến mới nhất ở đây gửi đến quý khán giả và mọi người cùng xem ha. Thì buổi sáng ngày hôm nay là ngày 21 tháng 10 2024. Tình hình là ngay lúc này tại cầu Phong Châu là bên đội trục vớt đang tiến hành cắt sắt, sẽ chuẩn bị cẩu lên. Thì ngày hôm qua thì mọi người cũng có thể xem là cái quá trình là mấy anh cẩu không may là đứt cáp đồ cũng khá là nguy hiểm. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì mấy anh cắt sắt để tiếp tục cái quá trình là cẩu kéo lên nữa ha. Thì theo thông tin mình được biết đó là cái những cái phần sắt đó là cũng là những cái phần sắt cuối cùng của nhịp cầu bên phía Tam Nông. Đây, bây giờ thì mấy anh đang tiến hành là cắt sắt. Do thời tiết hồi tối qua có mưa cho nên là buổi sáng sương mù nó còn hơi mờ mờ. Hình ảnh mình quay nó không có được nét quá, mong mọi người xem thông cảm giúp mình ha. Có thể nói là hôm nay cẩu một cái số lượng sắt cũng như là bê tông thật là bự lên đây. Mọi người cùng xem hết video với mình nha. Thì tính tới thời điểm mình bấm máy quay này cũng như là ngày hôm nay vẫn chưa có thêm một cái thông tin gì là mới tiếp theo ha. Những cái thông tin là cẩu sắt với lại là kéo dầm cầu lên thôi, chứ chưa có thông tin gì tìm được người tiếp theo hay là tìm được xe gì tiếp theo. Khi nào mà có thông tin gì mới nhất hay là có tìm được người xe gì đó thì mình sẽ cố gắng cập nhật quay cho quý khán giả và mọi người xem đầy đủ và chi tiết nhất ha. Anh thợ sáng là anh đang tranh thủ cắt ở miền Tây mình á, cắt cái đó là kêu là cắt vỏ đá đó mọi người. Còn hình như là ở đây mọi người kêu là cắt oxy hay sao á. Ủa sẹt sẹt luôn à. Khi mà cẩu lên phần sắt hay là bê tông nào vừa nổi mặt nước là mấy anh xử lý ngay khúc đó liền. Do cái vấn đề trục vớt lâu hay là khó là nó có rất là nhiều nguyên nhân ha. Thứ nhất là dòng nước nó chảy những ngày trước, còn khi mà nước vừa nghỉ chảy thì lại bắt đầu gác đến cây cối và nó tấp vô rất là nhiều, nó cũng cản trở một phần gọi là khó cho bên đội trục vớt cầu Sập đó. Mọi người có thể quan sát là từ góc máy từ xa thì mọi người đã thấy rồi, cây cối gác ghến kính thưa các loại thực vật nó ở trên đó luôn. Mực nước hôm nay thì nó giật cũng khá là nhiều á mọi người, chắc cũng một hai hôm nữa thôi thì sẽ tới cái phần nhịp cầu ở giữa. Sáng à, lửa à. Lửa sẹt sẹt luôn. Mọi người cùng xem với mình coi cái phần sắt đó là cắt trong thời gian là bao lâu ha. Đó, cái cây sắt ngay chỗ anh đứng ngay cái giò này rồi có lẽ là đứt rồi đó. Để coi tiếp tục là cắt ngay chỗ nào. À vẫn chưa, những cái phần sắt mà được cẩu kéo lên trên bờ thì mọi người có thể quan sát qua màn hình là không có cái phần sắt nào mà được trọn vẹn và ngay thẳng hết, nó cong vẹo, nói chung là nó biến dạng hết. À cái đó nhiều khi anh quét cái lỗ để anh móc là cần cẩu vô mọi người. Đó, cái lỗ được quét rồi đó.
chút nữa đây thì mọi người cùng xem cần cẩu sẽ cẩu một cái khối sắt thật là bự lên nè. Hôm giờ thì cầu phao ở đây thì lưu thông qua lại bình thường ha. Thì cũng như lúc nãy mình nói, khi mà ở đây có thông tin gì hay là diễn biến gì thì mình sẽ cố gắng cập nhật để gửi đến quý anh chị và mọi người một thông tin mới nhất và nhanh nhất ha. Cái tình hình là mực nước là nó dịch cho nên là cầu phao hoạt động rất là bình thường. Trừ khi là nó có một cái diễn biến nước lên hay là như thế nào đó thì bên quân đội mới tiến hành là cắt cầu phao. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ghê vậy. Rồi sắt nó búng kìa. Rồi cái đó nguy hiểm thật sự mọi người. Kiểu như sắt nó đang chịu lực với nhau, cắt đứt một cái một nó dẹo liền. Ghê ha. Rồi, tiếp theo thì có lẽ là bên cần cẩu sẽ chuẩn bị cẩu lên. Rồi, phải nói là làm những cái công việc như thế này phải nói là cực kỳ là khó và cũng như là nguy hiểm. Mảnh hết hồn hết trơn. Ở trên thì máy tời cũng vừa khởi động rồi đấy. Có lẽ là kéo cái phần sắt vừa mới cắt ra. Đây. Ê trời ơi. Cái ghê gì kìa. Máy tời nó chạy tới luôn kìa. Rồi. Cái gì mà như tâm linh vậy. Tắt máy tời rồi. Có lẽ là cái phần bê tông ở dưới nó còn khá là nặng, cũng như là máy tời bên đây nó chưa ổn định hay sao đó, nó di chuyển tới luôn. Mỗi ngày là một tình hình khác nhau. Chỉ tiếc là hôm nay quay nó không được nét như mọi khi ha, là do buổi sáng nó còn sương mù, tối qua là còn mưa, tối qua mưa cho nên là nó hơi ảm đạm, nó hơi không được trong. Bây giờ thì máy tời ở trên khởi động lại ha. Đây, có lẽ là sẽ chuẩn bị kéo rồi. Đây mọi người cùng xem bên dưới với mình tiếp đây. Có vẻ như là cái phần sắt bê tông đó nó số lượng nó quá nhiều cũng như là quá nặng. Còn ở phía trong thì máy tời cũng đang tời lên, máy tời của cần cẩu chữ A đang dỡ thõng lên. Đây, máy tời dỡ thõng lên cái phần sắt này đây. Đây nó bứt ở bên trong cho nên mọi người không có thấy được.
nó là nín thở để xem diễn biến cũng như là những gì mấy anh đang làm bên dưới mọi người. Cái hồi lúc nãy thì mấy anh cắt sắt mà nó búng ra trong những cái ghê thiệt. Cho nên là phải có kinh nghiệm và kỹ thuật và trải nghiệm rồi mới gọi là làm những cái công việc nguy hiểm này. Hôm giờ thì cũng là gần một tuần lễ rồi, không có thấy những người nhái tinh nhuệ ra lặn. Có lẽ là mấy anh đã xong nhiệm vụ hay sao á, cho nên là hôm giờ mình không có thấy người nhái bên quân đội ra lặn. Đó, bây giờ thì tiếp tục là máy tời ở trên đang tời cái bằng sắt mà vừa cắt ra hay sao á. Thằng cẩu thì cũng đang gị ha. Cái tốc độ mà di chuyển cũng như là tốc độ mà cẩu kéo lên nó rất là chậm nha mọi người. Cho nên là mọi người không có thể thấy cái tốc độ di chuyển của cái phần sắt theo bê tông được kéo lên. Lại góc máy này thì mọi người có thể thấy được cái khối lượng bê tông cũng như là sắt mà nãy giờ mấy anh đã cắt ra này. Nguyên một cái tảng này khá là bự mọi người. Đó, cậu chứ A với cần cậu ở trên thì đang lôi vô bờ. Nãy thì mình đứng ở bên kia nó bị khuất. Chút ở đây thì mấy anh mấy chú sẽ chuẩn bị cậu cái phần sắt với bê tông này lên này. Xem với mình nha, đừng tua nha. Trời ơi, ghê vậy. Đang căng cáp, đang vô bãi này. Hổng lên khá là cao rồi đấy. Rồi máy tời lại tắt nữa. Xả cáp lại. Xuống lại. Rồi sao anh thả cáp xuống luôn rồi. Nó xây gần như cái motor đằng kia kìa. Có lẽ là hạ xuống để tìm cái tư thế khác để cậu kéo lên.
bây giờ thì cần cẩu dương cần cho nó cao hơn, dài hơn này. Để coi anh sẽ móc hay là tính toán gì tiếp theo để lấy cái khối sắt bên dưới lên này. Anh phía bên kia thì anh đang chuẩn bị cái cây cắt sắt để tiến hành là cắt. Có lẽ là nó còn vướng víu một hai cái gì đó nó chưa chịu lên. Bây giờ thì xe cẩu đang tiến hành là cẩu một phần sắt nhỏ thôi ha, chưa có gọi là nguyên khối bê tông bự. Này, móc vô này. Thì cái nào mà kiểu như là nó dễ cẩu dễ cắt thì mấy anh sẽ tiến hành là xử lý. Ôi 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 cũng bự đó nha, không nhỏ đâu mọi người. Đó, lên này. Cáp bây giờ nó đang gối nữa kìa chứ. Rồi nó đang xây vòng tròn bến nữa kìa. Đó. Thành quả từ sáng giờ. Rồi cáp nó gối kiểu này sao cẩu lên được ta. Mọi người thấy nè. Nó gối như cọng dây văng võng sao cẩu lên được. Chuyện hết ngay chỗ cái cây cầu này. Giờ bắt buộc phải hạ xuống để xử lý cái phần cáp gối đó rồi mới tiếp tục cẩu lên được. Trước khi mà cẩu nâng lên rồi cáp nó gối như vậy, nhiều khi nó ma sát với nhau cũng nguy hiểm lắm. Rồi. Xong rồi đó. Nữa. Rồi vuột móc rồi. À có thể là cẩu không nổi phải dùng tới cái móc bự để xuống cẩu. Đây dùng cái móc câu bự thọt xuống cũng như là cái đi dây cáp nó nhiều dây hơn. Đó, anh kiện nấp ở dưới đó anh chờ móc cẩu vô đó. Lên này. Vậy là cái khối lượng sắt ở dưới nó khá là bự rồi, cho nên phải rút cần vô. Đó, lên rồi đó mọi người. Kéo kìa, tựa tựa luôn rồi. Lên rồi đấy. Một cái khúc sắt cũng như là mỗi một khối lượng mà cẩu lên là không có dưới cái nào mà là hàng tấn hết trơn á mọi người. Tại dưới góc máy xa thì mọi người có thể thấy là nó hơi nhỏ chút vậy thôi. Trước khi mà lại gần thì mọi người thấy nó bự kinh khủng lắm. Cũng như là
mọi người có thể quan sát được cái người ta nè, người ta với cái thanh sắt nè, biết nó bự như thế nào. Có lẽ là nó còn hơi dính cái chỗ nào đó, anh này anh tiến hành anh cắt cái phần dính nè. Bây giờ thì anh đã xử lý xong cái phần đó, giờ tiếp tục là xe cần cẩu đang chuẩn bị cẩu lên. Đó. Mọi người thấy nó lòng thòng ghê chưa? Trời ơi, cái miếng sắt kìa, nó bự kinh khủng khiếp thật. Rồi, tàn hình luôn rồi, phức vô bờ đất rồi. Mọi người sẽ thấy miếng sắt sẽ xuất hiện ở đây. Từ từ hiện nguyên hình ra nè. Đó, hiện nguyên hình lên rồi đó. Ghê chưa, mọi người thấy ghê chưa? Trời ơi, nguyên một cái tảng bê tông khủng khiếp thiệt chứ. Có vẻ như là hôm nay là một cái miếng bự nhất. Nặng hàng chục tấn đó nha, chứ không ít đâu. Thạch quả buổi sáng ngày hôm nay. Sắt thì có ít thôi, bê tông thì mới nhiều. Giờ phải tìm vị trí để cho thích hợp nữa nè. Rồi để ngay cái túp lều lý tưởng đó luôn rồi đó. Rồi nó gã ra kìa. Ồ. Trời, xe cuốc đang chạy tới luôn chứ. Rồi, xong một miếng. Để coi, chút ở đây thì mấy anh có cẩu kéo gì tiếp theo hay không. Bên dưới thì cái chiếc
tàu nhỏ đang ủi đẩy cát ra. Còn cái phần sắt còn lại đây. Chuẩn bị là sẽ cẩu một cái phần sắt hay là bê tông gì tiếp theo đây, cũng có thể là cái khúc này nãy mấy anh cắt ra đó, nó búng ra đó. Đây đúng như những gì mình vừa nói, mấy anh sẽ cẩu cái phần sắt này tiếp theo này. Đang móc xích vô. Cáp thì đã móc xong, nhiệm vụ tiếp theo là của cần cẩu sẽ chuẩn bị nâng lên và cẩu sắt. Bây giờ thì cần cẩu nâng lên rồi ha. Rồi cái phần này sao nó dính dính ở đâu rồi ta? Nó hơi cản trở bên dưới này. Cũng khó ghê ha. À, anh đang gịch với cái tư thế gịch vô. Nhúc nhích rồi nè, di chuyển rồi nè, ghê. Rồi. Một vẻ như là hơi nguy hiểm quá mọi người ha. Nó chưa chịu lên nữa kìa. Ôi, ghê vậy. Rồi, khúc sắt rồi nó cong, vừa cong mà nó vừa dài nữa. Đó. Ý da, trời ơi, cái ghê vậy. Wow, nguyên khúc này nó dài. Dẹp lép cái chỗ này luôn, cái chỗ này là do mấy anh móc cái máy tời của cẩu chữ A nè, cho nên nó dẹp ha. Đó mà theo mình được đoán là chắc nặng ít nhất cũng khoảng tầm cả tấn hoặc là hơn đó. Còn là hàng khủng không? Sáng hôm nay có bộ nhiều ha. Để coi, còn tiếp tục cái phần nào nữa đây. Bây giờ thì cần cẩu tiếp tục là đang chuẩn bị xuống cáp để cẩu một cái phần sắt với lại là khối lượng bê tông lên tiếp đây. Có lẽ là cái cục này, cục bê tông, cục sắt này hình như là hơi bị bự đó nha. Đó.
Bây giờ thì cần cẩu đang chuẩn bị nâng một cái khối bê tông lên tiếp theo đây. Có lẽ như là chưa có cẩu lên được đó mọi người. Tiếp tục là gịch vô bờ thôi. Tại mình thấy có cái tiếng động cơ của máy tải trên đang nổ máy lên để mà gịch. Có thể là nó bự quá, không thể nào mà dễ cẩu lên một phát được. Đó, đang gỉ vậy đó. Quá nặng. Máy tài của ở trên thì đang hỗ trợ cái xe cần cẩu kéo vô. Đây, cái khúc này thì nó dính liền vô cái khối này đây. Cũng có thể là gịch xích vô cho nó gần bờ hơn để cho xe cần cẩu dễ cẩu hơn đó mọi người. Đôi khi là cái cần cẩu mà dương cần cao quá thì cẩu cái lực nó không có mạnh, cho nên là gịch cho nó sát vô để cho xe cần cẩu cẩu lên nó dễ. Đây cái trên máy tời cũng hỏng bánh đầu luôn chứ không phải chơi đâu. Rồi tắt máy. Qua cái cục bê tông cục sắt này khủng khiếp bự. Xuống lại có vẻ như là không kéo lên nổi. Quá khó để cẩu cũng như là kéo cái phần sắt bê tông này lên. Có lẽ là không thể nào cẩu lên nổi cho nên là mấy anh đang tiến hành cắt sắt cho nó nhẹ bớt. Sắp đứt hết rồi mọi người. Bây giờ thì xe cần cẩu đang gịch hỏng lên nè mọi người. Đó, nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất là nhiều. Đó, nó hỏng rồi đó. Có thể là hồi nãy nó dính cái phần gì đó khá là nặng cho nên là máy tời cũng như là cần cẩu không thể nào gịch lên nổi. Đó, nhặt bánh nữa. Khúc này là căng thẳng hồi hộp lắm đây. Đó, bây giờ thì cỏ rác gì đất gì nó rớt xuống thành lai gai rồi đó. Ơi gì vậy? Đó, đó gì?
chuyển rồi đó. Đó. Tốc độ di chuyển khá là chậm, tại vì cái gì mà nặng nặng mà cẩu kéo thì mọi người cũng đã biết rồi đó. Không thể nào mà nhẹ nhàng tình cảm được. Lên nè. Trời ơi, tuột luôn rồi. À có lẽ là nó qua cái đó luôn để mà nó lên hay sao. Lên rồi đó, nhích nhích rồi đó, bực bực rồi đó. Di chuyển một cách cực kỳ chậm. Thế nó là hồi hộp chờ đợi xem những khoảnh khắc này luôn. Như bò vậy. Rồi, thả cáp rồi. Ủa? Cũng có thể là cho nó thoát qua cái đó là xe cần cẩu tiến hành là cẩu nha. Kiểu như nó còn nằm ngoài khơi quá rồi xe cần cẩu không đủ cái lực. Giờ thì nhóng nhóng lên rồi nè. Bây giờ thì nó vô bờ khá là nhiều rồi mọi người. Nó hiện nguyên hình luôn rồi đó. Thì xe cần cẩu tiến hành là cẩu lên trên bãi tập kết ha. Mọi người cùng xem đây. Bây giờ thì công sức của hai cái cần cẩu với lại là cái máy tời đã cố gắng hết sức kéo vô tới bờ. Giờ nhiệm vụ còn lại là của xe cần cẩu. Anh đang thu cần một cách cho nó vừa đủ chứ không có quá dài. Nếu mà dài quá thì cái lực cẩu không có. Đây, mọi người cùng xem cái tảng bê tông sẽ xuất hiện vài giây nữa trong cái đám cây gặm gạp này nè. Cáp đang lên. Giờ thì xe cẩu đang thu cho nó gần vô chút xíu để lấy cái lực để mà cẩu lên ha. Sao đây, sao nó thu gần dữ vậy? Đây đã xuất hiện ở đây mọi người. Quá trời luôn. Khủng khiếp. Đây có lẽ là tảng bê tông bự nhất
mấy ngày nay mà mấy anh đã công phu và tìm đủ cách để mà lôi kéo lên. Địch nó không nổi luôn rồi, nó như một con quái vật được xuất hiện ra trong cái đám cây vậy. Thôi rồi, ghê chưa. Xử lý cái phần cáp của máy tời. Quá khủng khiếp cái tảng bê tông này. Kết chưa? Ừ. Giờ thì xây cần. Các gến kính thưa các loại trong đó luôn. Sẽ kinh khủng khiếp chưa? Dã man thật. Rồi có cái gì đỏ đỏ thì gì? Quá trời, cái khối bê tông nó theo mình đoán cũng như mình nghĩ chắc không dưới khoảng chừng 15-20 tấn đâu mọi người. Bê tông bự lên như thế này thì cũng có thể là nay hay mai thì sẽ tìm kiếm được xe thôi. Ok, ghê chưa. Rồi, thì có lẽ cái video buổi sáng ngày 24 tháng 10 của mình tạm dừng tại đây ha. Thì buổi sáng giờ anh cũng cẩu kéo khá là nhiều.
mọi người nhớ đón xem phần video tiếp theo vào buổi chiều. Mình sẽ cố gắng cập nhật cũng như là truyền tải đến thông tin mọi người một thông tin nhanh và chính xác nhất ha. Xin chào tạm biệt, hẹn mọi người vào video chiều nay.